Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, thậm chí ly kỳ như có phép màu, tận cùng trong hiểm nguy nhưng vẫn sống sót kiên cường. Cuộc sống luôn lấp lánh những điều kỳ diệu. Trong cơn bão số 3 vừa đi qua cũng có những câu chuyện như vậy, như hành trình đầy ly kỳ để sống sót của hai vợ chồng ở Vân Đồn, Quảng Ninh sau 20 giờ bị bão Yagi cuốn ra biển, hay là 12 giờ lênh đênh trên biển giành giật sự sống trong cơn cuồng nộ của Yagi của một thuyền trưởng bị mắc kẹt ngoài khơi. Tất cả sẽ có trong video sau đây. Trước tiên là câu chuyện về sự sống sót của hai vợ chồng chị Lan và anh Hiệp làm nghề cá ở Quảng Ninh sau 20 giờ bị bão Yagi cuốn ra biển. Theo thông tin chia sẻ trên báo chí, anh Vũ Văn Hiệp, 43 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Lan, 41 tuổi, là người ở Cẩm La, Quảng Yên, Quảng Ninh, nuôi trồng thủy sản ở khu vực Hòn Cá, Vân Đồn từ năm 2009. Một ngày trước bão Yagi, họ mới xong việc của gia đình ở quê, vội vã ra khu vực nuôi trồng thủy sản, chẳng néo ra cố lồng bè. Khi siêu bão Yagi đổ bộ vào vùng biển Vân Đồn, vợ chồng chị Lan và anh Hiệp mới ra cố xong các lồng bè nuôi thủy sản, muốn vào bờ cũng không thể. Nhà có 100 lồng cá, đó là gia sản có được sau 15 năm bám biển. Tất cả được neo bằng 60 chiếc cọc. Họ đóng thêm 40 cọc và dùng dây thừng buộc vào lồng bè, neo lên núi vì biết đây là cơn bão rất mạnh. Theo anh chị chia sẻ, thì từ 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9, ngày gió một mạnh hơn, hai vợ chồng chạy đua với bão. Khi xong việc thì mọi thứ đã quá muộn. Khoảng 11 giờ, tâm bão Yagi quét qua Vân Đồn với sức gió 140 km/h, giật cấp 13-14, sóng cao từ 5-7 m. Mây đen như xả xuống mặt biển, nước tung lên mịt mù, giữa ban ngày mà mọi thứ bỗng tối đen như mực. Hòn Cò là nơi tập trung hàng chục hộ nuôi cá lồng của Vân Đồn. Cố thủ trong bè, chị Lan chứng kiến những nhà xung quanh bị bão đập tan. Lúc này thì tôi mất hết hồn hết vía, biết mình sai khi không cố tìm cách về bờ, chị Lan kể lại. Hai vợ chồng bấm điện thoại gọi khắp nơi cầu cứu, hầu như không thể liên lạc được. Vài phút sau thì toàn bộ hệ thống dây chằng níu đã bị gió giật đứt dễ dàng như đồ chơi. Những đợt sóng cao 5 mét đục ngầu, ụp xuống, bẻ chiếc bè kiên cố làm đôi. Không thể trốn trong nhà bè được nữa, chị Lan đã gói chiếc điện thoại vào túi ni lông, buộc vào người, mặc áo phao, nắm tay chồng đi dọc các cầu phao tìm nơi trú. Họ bước tới đâu, từng cầu phao vỡ tan đến đó. Trước lúc cầu phao cuối cùng bị sóng biển nuốt chửng, hai vợ chồng kịp nhảy lên chiếc thuyền đúc bằng xi măng không mái, chui xuống gầm, đóng nắp lại. Sóng gió đập uy nghiêm vào mạn thuyền, khiến họ xây sẩm mặt mày. Nghe cơn bão nguôi bớt, anh Hiệp ló đầu ra quan sát, nhưng phải thụt vào vội vì những tấm tôn, thành gỗ bay vèo vèo ngang đầu. Xác định con thuyền không trụ được với bão, người chồng ra hiệu cho vợ tìm chỗ trú ẩn khác. Chị Lan chỉ biết khóc, cầu trời khấn Phật. Anh Hiệp trấn an vợ, không sao đâu, nhưng bản thân mình thì cũng toàn thân run cầm cập. Lựa lúc gió hơi giảm giữa các đợt gào thét, họ nhảy lên được nhà kho chứa ngư cụ. Ở đó thì còn có chiếc thùng ướp cá, bên ngoài là gỗ, bên trong là xốp, diện tích khoảng 3 m². Cả hai ngồi im trong thùng, phó thác mọi thứ còn lại cho số phận. Người ướt đẫm, rét run, hai vợ chồng không ai nói lời nào, nhưng đều nghĩ đến tình huống xấu. Thùng xốp vỡ hoặc bị trôi đến lạch tàu và đập đến chết, hoặc bị cuốn ra biển, chết cũng không tìm được xác. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, sợ tách rời ra là chết, người chồng kể lại. Họ cứ thế trôi lênh đênh giữa biển suốt 4 tiếng cùng với những mảnh vụn của bè mảng. Khoảng 16 giờ, cả cụm giạt vào một eo gió và mắc vào hệ thống nuôi hàu trang trịt. Lúc này thì bão đã giảm cấp, chiếc thùng xốp dần đứng im. Thấy có cơ hội sống, anh Hiệp, chị Lan tìm cách liên lạc về đất liền cầu cứu. Eo gió nơi họ giạt vào thuộc vùng biển Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, cách Vân Đồn hơn 10 km. Họ cố thủ trong thùng cá suốt một đêm, không có đồ ăn, nước uống, bên ngoài vẫn mưa gió rất mạnh. Tình thế rất mong manh, ngàn cân treo sợi tóc. Rất may mắn là hơn 8 giờ sáng ngày 8 tháng 9, thiếu tá Ngô Cô Tam, trưởng công an xã Đông Xá, huyện Vân Đồn cùng bí thư xã chạy cano ra giải cứu. Tại đây thì họ tìm thấy vợ chồng anh Hiệp và người hàng xóm tên là Vũ Văn Hựng. Như vậy là giữa siêu bão Yagi, vợ chồng anh Hiệp trốn vào thùng cá và bác Hựng thì trốn vào một bè siêu vẹo của hàng xóm, trôi giạt mười mấy cây số, chống chịu suốt hơn 20 tiếng vẫn sống được thì quả là cực kỳ may mắn. Họ đã thông báo về cho gia đình yên tâm và nhanh chóng ổn định cuộc sống, dù mất mát cũng rất là nhiều.
Trải qua cơn sinh tử và mất cả gia tài, vợ chồng tôi động viên nhau, còn sống là tốt hơn. Tài sản mất đi có thể gây dựng lại và ba đứa con vẫn còn bố mẹ để trông cậy vào, người chồng chia sẻ với báo chí. Rất nhiều bình luận khi câu chuyện của hai vợ chồng được đăng tải trên các trang báo. Họ đều chúc mừng hai vợ chồng và cho rằng đó là sự may mắn quá lớn, còn người là còn của. Vượt qua được sức tàn phá kinh hoàng ngay trong tâm bão mạnh nhất là một kỳ tích hiếm có. Chúc mừng các anh, các chị và gia đình. Hy vọng những kỳ tích sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa trong những ngày sắp tới, một bình luận đã đưa lên. Mười hai giờ lênh đênh trên biển trong cơn cuồng nộ Yagi của một thuyền trưởng bị mắc kẹt ngoài khơi. Thuyền trưởng Lê Văn Tiến, 50 tuổi, hiện trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm đi biển. Trước ngày bão số 3 ập vào, ông cùng với 8 thuyền viên khác đã đưa VT09 vào bờ để neo đậu. Trên con tàu có trọng tải 1.000 tấn, các thành viên nín thở chờ cơn cuồng phong đang kéo về từ phía đại dương. Sáng ngày 7 tháng 9, dọc bờ biển Hạ Long, gần vùng neo đậu bắt đầu cuộn sóng. Mưa dông từ ngoài khơi cuồn cuộn đổ về. Cabin tàu rung lắc dữ dội khiến cho ông Tiến càng nóng ruột hơn. Ông đã lấy máy gọi video call về cho con trai hiện đang ở Hà Nội. Theo con trai ông chia sẻ thì chỉ nói chuyện được vài phút là thấy màn hình của bố bị tối dần. Dù cố gắng liên lạc nhiều lần nhưng vẫn không có cách nào kết nối được. Phải vài tiếng sau, cuộc gọi thứ 3 từ tâm bão mới được thực hiện cho con trai của ông Tiến. Khoảng 2 giờ chiều, bố tôi liên lạc lần nữa và bảo mấy mẹ con cố gắng sống khỏe, bố đã bị bão cuốn ra biển rồi, giờ chưa biết thế nào, tìm được đường sống, bố sẽ gọi lại. Lúc này, ở cột số 8, tàu VT09 của thuyền trưởng Lê Văn Tiến đã bị bão đánh gứt neo, đẩy ngược ra phía biển động. Mất liên lạc đến 2 giờ sáng thì ông Tiến mới lại gọi được về cho vợ để báo tin xà lan của tàu đã bị dạt vào một vạch núi giữa biển và nhắn nhủ anh sẽ tìm cách trở về. Giờ anh tắt máy để tiết kiệm pin. Phía đầu dây vội vã nói rồi dập máy. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những diễn biến trên biển của ông Tiến và các thuyền viên giành giật sự sống trong cơn cuồng nộ của bão số 3. Trở lại với ngày 7 tháng 9, tàu xà lan số hiệu VT09 trọng tải 1.000 tấn trong khi neo đậu tại cột số 8 Hồng Gai đã bất ngờ bị gió, bão đánh đứt cáp neo, đẩy ra ngoài khơi. Vào thời điểm này thì ông Tiến cùng với trên thuyền thì còn có 8 thuyền viên nữa. 9 giờ sáng, bão bắt đầu vào. Phát hiện sức gió quá lớn thì ông Tiến đã yêu cầu tàu nổ máy để hỗ trợ, chống lại sức đẩy mỗi lúc một cao. Tuy nhiên tới 12 giờ cùng ngày, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã lên tới cấp 12-13, giật cấp 16. Gió giật tung toàn bộ hệ thống dây chằng níu trước khi đẩy tàu VT09 cùng vài tàu trọng tải lớn khác ngược ra khơi. Lúc này thì những đợt sóng cao tới 5-6 mét đục ngầu cũng ụp xuống khiến cho cabin lộn nhào, chao đảo dữ dội. Thuyền trưởng Tiến và hai thuyền viên chỉ kịp khoác vội áo phao rồi nhảy ngược xuống phần xà lan phía đuôi. Ít phút sau thì dông lốc dứt tung con tàu thành hai mảnh, ném thẳng về phía biển xa. Mưa, bụi than và bạt che trên xà lan bay phần phật. Chung quanh, dông lốc và mưa chao đảo, ba người đàn ông phải bấu chặt vào nhau. Mặc dù đã có gần 30 năm kinh nghiệm đi biển, nhưng lúc này thì ông Tiến cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. May mắn là sau 30 phút thì trời bắt đầu lặng gió. Ông Tiến đã tranh thủ thả neo, hãm tốc độ trôi của xà lan. Chừng hơn một tiếng sau thì cả nhóm bị đẩy vào một ngọn núi đá cách biển gần 2 hải lý và mắc kẹt lại. Lúc này thì cả nhóm cố gắng hứng sóng để gọi về báo tin cho gia đình. Các cuộc gọi thứ 3 và thứ 4 của ông Tiến đã diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ấy. Đêm đó thì nhóm thuyền viên đã nhiều lần phát hiện thuyền tìm kiếm cứu hộ, tiếp cận các khu vực chung quanh nhưng bất lực vì không có cách nào liên lạc được. Phải tới gần sáng, một thuyền chài vô tình phát hiện ra xà lan mắc kẹt nên đã gọi điện vào bờ nhờ ngư dân địa phương ra ứng cứu. Chỉ tới lúc này thì những thuyền viên trên tàu VT09 mới dám tin mình còn sống và có thể trở về. Sáng sớm ngày 8 tháng 9 thì con thuyền đánh cá cũng đã đưa nhóm 3 thuyền viên trên tàu VT09 về lại cột 8 Hòn Gai sau 12 giờ kinh hoàng trên biển. Ông Tiến mặt lấm lem, mắt thâm quầng, vội vã gọi cuộc điện thoại thứ 5 báo cho vợ con tin mừng sau cùng và họ đã trở về bình an.
Có thể nói sự sống là một phép màu với những ai trải qua những tình huống như của vợ chồng chị Lan Anh Hiệp hay là thuyền trưởng Tiến và nhóm thuyền viên mà chúng tôi đã phản ánh ở trên. Và vào năm 2022, cũng có một câu chuyện tương tự như vậy đã diễn ra với 4 ngư dân ở Bình Thuận sống sót sau 10 ngày lênh đênh giữa biển cả. Ngư dân Nguyễn Thành Luyến khi đó mới 37 tuổi, trú tại Bình Thuận là một trong 4 ngư dân sống sót được tàu cá Bình Định ứng cứu sau 10 ngày trên biển. Anh Luyến đã kể lại, sáng ngày 21 tháng 6 năm 2022, tàu cá BTH 97478TS của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, 50 tuổi, xuất bến tại cảng Phan Thiết để hành nghề đánh cá tại khu vực biển Trường Sa. Tàu BTH 97478 sau đó đã bị sóng lớn đánh chìm vào lúc 5 giờ sáng ngày 9 tháng 7. Thời điểm này thì trên tàu có 15 ngư dân chia nhau thành hai tốp bám víu trên hai chiếc thuyền thúng. Thời tiết xấu đến bất ngờ, anh em chỉ kịp tháo chạy thoát thân, bám thuyền thúng trôi tự do trên biển. Thuyền chúng tôi bám cạnh nhau cho đến đêm ngày 15 tháng 7. Khi mọi người phát hiện một chiếc tàu đánh cá, ai nấy đều dùng tay ra sức chèo nhưng mà thất bại. Chúng tôi chia tách nhau từ đêm đấy. Lênh đênh trên biển khi không có thức ăn nước uống, 4 ngư dân Bình Thuận trải qua cảm xúc tuyệt vọng, nỗi đau và cả khát khao được sống, trở về đất liền. Ngư dân Trần Theo nhớ lại, từ lúc tàu cá bị chìm cho tới lúc được cứu, 7 ngư dân trên thuyền thúng phải chịu đựng cái đói, cái rét và cả cái nóng thiêu đốt của ban ngày. Đã có 3 người vì sức yếu do chấn thương, đói khát đã ra đi mãi mãi. Trên biển chúng tôi chắp tay vái lạy, gạt nước mắt, thả người thân đã khuất xuống biển sâu. Lòng ai cũng đau như cắt. Ngư dân Trần Theo nhớ lại, giữa biển cả bao la, chiếc thuyền thúng của họ như một chiếc lá bé nhỏ, có thể chìm sâu dưới đáy đại dương bất cứ lúc nào. Thế nhưng các ngư dân vẫn động viên nhau đừng tuyệt vọng, chờ đợi một phép màu để được trở về với gia đình. Và trên hết, họ phải sống cho cả những người đã nằm lại dưới biển sâu. Và trời không phụ lòng người, khi đến ngày 18 tháng 7, tàu cá BD 96935TS của Bình Định đã vớt được 4 người còn sống một cách kỳ diệu. Lúc được đưa lên thuyền, 4 ngư dân ai nấy đều sức cùng lực kiệt vượt qua giới hạn của sự sinh tồn. Sau khi được tàu cá Bình Định bàn giao, đại diện lực lượng cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 đã vượt sóng đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn vào chiều ngày 21 tháng 7 năm 2022 và sự sống đã trở lại với họ.